Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn, 37 tuổi, công chức địa chính xã Hồng Phong, và Nguyễn Hữu Chiếu, 64 tuổi, trưởng thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vì động cơ vụ lợi cá nhân, Nguyễn Hữu Chiếu đã tự khai và điều chỉnh tiêu chuẩn ruộng đời sống của mình với diện tích là 390 m2 về vị trí đất công điền thuộc quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân xã Hồng Phong, huyện Nam Sách. Sau đó, Chiếu đã nhờ Nguyễn Kim Tuấn làm thủ tục tách thửa đất và chuyển quyền quản lý đất từ Ủy ban Nhân dân xã Hồng Phong sang quyền quản lý của cá nhân Chiếu. Lợi dụng vị trí công tác, Tuấn đã cung cấp tài liệu chỉnh sửa trình Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Phong ký xác nhận chứng thực nguồn gốc thửa đất nêu trên. Tuấn đã vi phạm nguyên tắc trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, tự tách thửa đất và chuyển chủ quản lý đất từ Ủy ban Nhân dân xã Hồng Phong sang chủ quản lý là cá nhân Chiếu. Sau đó, Chiếu đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho người khác, thu lời hơn 100 triệu đồng. Hiện Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.